Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì bên em có chương trình giảm giá khuyến mại cho nhân dịp ngày đôi trong tháng, ngày mùng 7 tháng 7. Thì sẽ có một số cái mẫu TV được giảm giá, giảm thêm để các bác mua hàng có mức giá tốt hơn. Thì video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho các bác chương trình khuyến mại giảm giá ngày mùng 7 tháng 7 tại bên em. Và chương trình này thì áp dụng nó bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 7 cho đến hết ngày mùng 7 tháng 7 các bác nhá. Các bác nào mà mua trong cái dịp này thì sẽ có mức giá tốt. Và bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác đừng quên gọi về số tổng đài đó là 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá. Website sẽ là eco-mart.vn. Ngay sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video cập nhật giá mới cho các bác. Mẫu TV đầu tiên được giảm giá trong chương trình ngày 7 tháng 7 thì đó là mẫu TV màn hình 55 inch của Samsung, dòng 55 AU7700 các bác nhé. Mẫu AU7700 thì mẫu ra mắt từ năm 2021 nhưng mà hàng bên em vẫn là hàng mới sản xuất trong năm 2024, cuối 23 đầu 24, hàng mới nguyên hộp 100%. Bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Dòng AU7700 thì có thiết kế viền mỏng, viền nhựa, chân đế thì để ở hai bên. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60. Công nghệ nét viền và tấm nền VA. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby, cập nhật mới nhất trong năm 2024. Màn 4K đủ tính năng Smart TV, Wi-Fi, Bluetooth đầy đủ. Ở mẫu 55 AU7700 thì giá thành ngày hôm nay được giảm giá xuống sẽ còn là 8.990.000. Mẫu TV 55 inch màn 4K rẻ nhất của Samsung thời điểm hiện tại. Và trong cái dịp này còn được giảm rẻ hơn so với ngày thường. Ngày mùng 5 tháng 7 đến hết ngày mùng 7 tháng 7 là chương trình bên em đang chạy các bác nhá. Mẫu đầu tiên là mẫu 55 AU7700, 8.990.000. Tiếp theo, mẫu TV thứ hai được giảm giá trong chương trình ngày hôm nay đó là dòng 65C645, dòng TV QS của TCL. Mẫu 65C645 thì dòng TV QS màn hình có công nghệ quantum dot hiển thị 100% giải màu, màu sắc còn đẹp hơn. Dòng C645 thì ra mắt từ năm 2023 của TCL. Thiết kế của mẫu này thì thiết kế viền mỏng, tràn viền vô cực, màn đẹp. Tần số quét của mẫu này thì được hỗ trợ lên tới 120Hz, màn hình 4K. Bác nào mà muốn tìm dòng TV QS giá rẻ nhất thì các bác có thể tham khảo mẫu của TCL. Màn hình 65 inch thì độ rộng nó rơi vào 1m46, màn hình rất là to. Các bác để trong phòng khách rộng cũng thoải mái rồi. Âm thanh của TV thì sẽ là 20W, có hai củi loa hai bên, hỗ trợ đầy đủ Dolby Atmos, Dolby Vision giống như trong rạp chiếu phim. 65C645 thì giá khuyến mại ngày hôm nay chỉ còn 10.690.000 thôi các bác nhá. 10.690.000. Dòng TV của TCL thì sử dụng là Google TV, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, điều khiển giọng nói rảnh tay, đủ hết tính năng chia sẻ màn hình từ điện thoại lên TV hay là kết nối sang máy tính đều có hỗ trợ đầy đủ. Giá tiền thì rẻ, giá là 10.690.000. Nếu như mà để tìm dòng TV 65 inch QS màn hình đẹp, tần số quét cao thì đây là mẫu TV mà giá đang tốt nhất hiện nay rồi. Tiếp theo, mẫu thứ hai ở dòng TV 65 inch thì bên em có giảm giá cho dòng TV 65 UT7350PSB của LG. Dòng UT7350 đây là mẫu mới trong năm 2024 của thương hiệu LG. Dòng này thì có thiết kế đẹp, thiết kế ấn tượng với cái viền kim loại, viền mỏng, tràn viền vô cực các bạn nhé. Đây, mẫu mới năm 2024 của LG. Và duy nhất ở dòng TV giá rẻ của LG thì mẫu 65 UT7350 có thiết kế viền kim loại mỏng. Còn những cái mẫu TV khác thì vẫn là viền nhựa. Màn hình của mẫu này thì độ phân giải 4K, tần số quét là 60Hz, chip là Alpha 5 Gen 7 AI 4K, chip mới năm nay. Hệ màu chuẩn màu HDR10 Pro. Hệ điều hành là webOS. Mẫu này thì có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, điều khiển chuột bay Magic Remote, giao diện webOS mới của LG, màn hình đẹp. Và mẫu này thì sẽ có xuất xứ tại Việt Nam, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Dòng 65 UT7350 thì có mức giá khuyến mại ngày hôm nay
giảm xuống sẽ còn là 11.690. 11.690 các bạn nhá. Giá giảm rất là nhiều. Đây là mẫu mới năm 2024 của LG, thiết kế đẹp, viền mỏng tràn viền cho góc nhìn rất là rộng. Nhìn thẳng, nhìn ngang đều không bị đổi màu, màu sắc tươi, sáng và đẹp. Thương hiệu của LG. Tiếp theo, mẫu 600 inch của TCL cũng có giảm giá trong ngày hôm nay. Đó là dòng TV đời cao cấp, dòng 65C845. Mẫu này là mẫu đời cao. Màn hình mini LED của TCL. Đây em sẽ bật cái mẫu này lên để các bác xem. Dòng 65C845 của TCL. Mẫu công nghệ rất là cao, màn hình tràn viền vô cực, viền cũng bằng kim loại, chân đế cũng bằng kim loại để ở chính giữa. Đây là mẫu TV mà có cấu hình cao nhất hiện nay của TCL. Mẫu này thì cũng ra mắt trong năm 2023. Màn hình độ phân giải 4K, công nghệ nét nền mini nét, độ sáng lên tới 2000 nit. Rồi tần số quét 120Hz, tần số quét thực, hỗ trợ 144Hz. Âm thanh thì tổng công suất loa 60W, hệ thống loa 2.1 Onkyo và có cả loa bát riêng. Rồi hỗ trợ đầy đủ Dolby Atmos, Dolby Vision, chip AI BQ 3.0, chip đời mới, đời cao, màn hình độ sáng cao, rồi công nghệ mini LED thì với cái cấu hình như vậy, gần như ở đây thuộc dòng top đầu trên thị trường hiện nay. Và cái mức giá của dòng 65C845 thuộc thương hiệu của TCL, vì vậy mà cái mức giá rất là tốt. Giá thành hôm nay được khuyến mại thì trừ đi hết quà, giá khuyến mại trong dịp này chỉ còn là 18.490. 18.490 các bác nhá. Giá được giảm rất là nhiều. Và giá này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 7 đến hết ngày mùng 7 tháng 7 thôi. Vì vậy các bác nào mà đang muốn tìm dòng cao cấp này giảm giá, các bác nên tranh thủ mua trong dịp này để có mức giá tốt nhất. 65C845. Hàng thì TCL sản xuất tại Việt Nam, bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà. Hỗ trợ 1-1, bên em hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Ngoài ra thì thương hiệu của TCL cũng sẽ có chương trình hỗ trợ 1-1 trong vòng 6 tháng đầu tiên cho các bác khách hàng mua hàng. Thì đây là mẫu 65C845. Tiếp theo, ở dòng TV của TCL thì 600 inch, hiện tại em sẽ có 2 mẫu như vậy được giảm giá, 65C645 và 65C845. Qua dòng TV 65 inch thì em lại chuyển sang dòng 75 inch. Ở mẫu TV 75 inch thì bên em cũng có giảm giá cho dòng 75C845 của TCL. Đây, dòng cao cấp màn hình 75 inch C845, mẫu TV mini LED của TCL. Tương tự với cả mẫu 65 thì mẫu 75 inch có cấu hình giống nhau và màn hình của nó thì to hơn, màn hình 1m67. Thiết kế của mẫu này thì đây, viền rất là mỏng các bác nhá, viền kim loại, tràn viền vô cực, tràn viền bốn cạnh cơ. Thiết kế sang đẹp, chân đế cũng bằng kim loại để chính giữa. Màn hình đằng sau thì sẽ có loa bát riêng, hệ thống loa Onkyo của thương hiệu Onkyo, thương hiệu của Nhật Bản rất là nổi tiếng. Màn hình độ phân giải cao, màn hình tần số quét 120Hz. Và các bác nào mà chơi game về cái mẫu này thì còn hỗ trợ lên tới 240Hz ở màn hình 2K. Âm thanh cao, có loa bát riêng. Hệ điều hành thì Google TV, có tìm kiếm giọng nói, có điều khiển giọng nói rảnh tay, đủ hết tính năng. Giá thành thì dòng 75C845 ngày hôm nay bên em giảm giá xuống còn là 23.590.000, 23.590. Các bác nhớ giúp em là giá thành thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 7 đến hết ngày mùng 7 tháng 7 thì bên em lại quay trở lại về cái giá cũ ban đầu. Vì vậy các bác muốn tìm dòng TV giá rẻ khuyến mại trong dịp này thì đây là cái video để các bác tham khảo những cái mẫu TV mà bên em đang khuyến mại có giá tốt. 75C845. Tiếp theo, qua dòng 75 inch này thì bên em còn giảm giá thêm cho một mẫu TV của Sony nữa, đó là dòng TV 65X90L các bác nhá. Sony thì em đang để bên này. Mẫu 65X90L của Sony, đây cũng là dòng ra mắt trong năm 2023. Màn hình đẹp, tần số quét cao, công nghệ
cấu hình tương đối là cao của dòng TV của Sony 65X90R. Chip là chip XR trí tuệ nhận thức, màn hình độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét thực là 120, công nghệ nét nền Full Array và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 30W, có 4 củ loa, tích hợp Dolby Atmos trên loa của TV. Thiết kế cũng là viền tràn viền vô cực, viền bằng kim loại. Thiết kế của mẫu Sony này còn đẹp hơn, sang hơn với cả mẫu TV của TCL vừa rồi. Đây, viền vuông thành sắc cạnh, viền còn mỏng hơn và cũng là bằng kim loại các bạn nhé. Thiết kế mới của Sony trong năm 2023. Chân đế của mẫu này thì chân đế bằng kim loại để hai bên. Hệ điều hành thì vẫn là Google TV, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Nói chung là về tính năng của TV Sony và dòng TV của TCL vừa rồi ấy, thì đều sử dụng Google TV. Vì vậy mà cái tính năng của nó là giống nhau, đều có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rồi điều khiển giọng nói rảnh tay. Các ứng dụng trên TV thì cũng đều giống nhau. Khác nhau là về cái công nghệ về màn hình của mỗi hãng thì sẽ có những cái điểm khác nhau. Nhưng mà để đánh giá thì màn hình của Sony nó sẽ đẹp hơn so với cả dòng TV của TCL. Màu sắc nó cũng sẽ đẹp hơn. Về mức giá thì mẫu 65X90R giá thành khuyến mại ngày hôm nay giảm xuống sẽ còn 25.890 các nhá. Các bác đang muốn tìm dòng Sony màn hình đẹp thì các bác có thể chọn cái mẫu này. 65 inch, độ rộng là 1m46, màn hình X90R thì rất là đẹp rồi, nét nền Full Array. Công nghệ trên màn hình hay công nghệ âm thanh thì nó sẽ hỗ trợ các bác, ví dụ như Dolby Vision, Dolby Atmos thì hỗ trợ mình xem phim giống như trong rạp, hình 3D rồi âm thanh cũng 3D 3 chiều. Rồi ngoài ra thì sẽ còn rất là nhiều các cái công nghệ khác như là công nghệ khử nhiễu này, công nghệ tăng chuyển động, bù chuyển động, rồi công nghệ nâng tông màu. Nói chung là về cái mẫu TV của Sony này thì màn hình cực kỳ đẹp, màu sắc đẹp, rồi độ sáng cao. Đánh giá dòng TV Sony thì rất là nhiều người dùng từ trước đến nay đều cho là dòng TV Sony có màn hình đẹp hơn, chuẩn màu hơn so với cả những dòng TV khác. Và mức giá của TV Sony thì cũng sẽ đang cao hơn so với cả mặt bằng chung. Hàng thì hàng nhập khẩu tại Malaysia, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Thì đây là mẫu 65X90R các bác nhá. Giá thành ngày hôm nay thì còn là 25.890. Áp dụng là hết ngày mùng 7 tháng 7, từ ngày mùng 5 tháng 7 đến hết ngày mùng 7 tháng 7. Và cái mẫu Sony cũng là cái mẫu cuối cùng trong video ngày hôm nay. Như vậy cái chương trình này thì bên em sẽ có 6 mẫu TV tất cả để giảm giá đến các bác. Em gửi đến các bác để các bác tham khảo giá. Bác nào mà muốn mua hàng, các bác cứ gọi về số tổng đài đó là 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn bán hàng cho các bác. Bên em thì có bán hàng toàn quốc này, có giao hàng toàn quốc. Vì vậy các bác yên tâm, cứ gọi về tổng đài thì bên em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.